Xin chào mọi người. Video hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người về trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 8501S ở Ninh Thuận. Lý do là vì sao? Đó là đơn giản thôi, xe mình đã đến hạn đăng kiểm và mình cần phải đưa xe đi đăng kiểm ngay lúc này. Lý do tại sao là mình đi đăng kiểm ở Ninh Thuận mà không phải ở thành phố Hồ Chí Minh? Đó là vì mình đang đi du lịch ở Ninh Thuận và mình thấy tiện thì mình ghé vô thôi. Nói như vậy không phải là mình không có sự chuẩn bị, mà trước đó mình đã đi bảo dưỡng xe rồi các bạn à. Mình bảo dưỡng xe cách đây tầm 1 tuần đó, thì mình nghĩ là mình sẵn sàng đưa xe đi đăng kiểm mà không gặp trục trặc gì cả. Rồi, mời các bạn cùng xem trung tâm đăng kiểm 8501S Ninh Thuận như thế nào nhé. Trung tâm đăng kiểm 8501S nằm ở thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. Nó nằm ngay trên quốc lộ 1 ở đoạn gần đến thành phố Phan Rang, Tháp Chàm luôn. Thì đây là một cái địa chỉ có thể cân nhắc, bởi vì từ trung tâm thành phố ra tới đây thì tầm 5-10 phút à. Đây mình đã đến được cái trung tâm đăng kiểm. Lúc này trung tâm đăng kiểm rất là vắng, các bạn thấy không, rất là ít xe. Rồi, mình sẽ tấp xe vào đây để vào cái phòng đăng ký. Thì trước khi đi đăng ký, các bạn nhớ chú ý một số điểm sau nhé. Các bạn cần kiểm tra xe của mình có ổn hay không. Đó là cách kiểm tra đơn giản nhất, là cứ đưa vào trung tâm bảo dưỡng của hãng và nhờ họ là kiểm tra tất cả để sẵn sàng cho xe kiểm định. Rồi, cái tiếp theo nữa, các bạn cần lên website phạt nguội của cảnh sát giao thông á, để kiểm tra xem là xe mình có bị phạt nguội hay không. Nếu mà xe mình có đang bị phạt nguội á, thì hãy đóng hết đi, chứ không là khi mà mình đem xe đến á, thì họ cũng sẽ yêu cầu mình đóng phạt trước khi mà thực hiện kiểm định. Để thuận tiện và tránh mất thời gian á, thì mình đã đăng ký lịch hẹn đăng kiểm trên app của đăng kiểm từ mấy ngày trước rồi. Thì hôm nay mình chỉ lên và mình làm thủ tục thôi. Đó, nó đơn giản lắm. Đó, nó không có phức tạp đâu. Các bạn chỉ việc cài cái app đó vô, mở cái app đó lên, rồi chọn cái trung tâm đăng kiểm, rồi chọn cái thời gian mình muốn đăng kiểm. Đó, họ xác nhận. Vậy là xong. Cái tiếp theo nữa là khi đăng ký kiểm định á, thì các bạn cần đem theo cà vẹt xe nè. Thì cà vẹt xe đây là bản chính nha các bạn, cà vẹt xe bản chính. Và nếu như là cà vẹt xe mình đang cầm ở ngân hàng chẳng hạn, thì hay là tổ chức tín dụng ha, thì mình đưa cái bản biên nhận của tổ chức tín dụng đó là được. Rồi, cái tiếp theo nữa là mình cần phải cung cấp cho họ đăng kiểm cũ để họ kiểm tra. Rồi, sau khi nộp cái giấy tờ thì mình ra ngồi đợi. Rồi, cuối cùng cũng đã đến lúc xe mình được xướng tên lên, họ đọc số nha, họ đọc số xe. Rồi sau đó mình sẽ đưa xe vào cái xưởng này. Và rồi dừng xe lại, mở cốp. Đó, rồi mình đi ra để xe lại cho họ, để xe lại và để khóa xe cho họ. Rồi cái việc đầu tiên như các bạn thấy là họ sẽ kiểm tra là về, như là mình thấy đó là kiểm tra về độ sáng của đèn nè, rồi kiểm tra về mức khí thải nè, rồi kiểm tra bánh xe nè, tình trạng bánh xe nè. Đó là những gì mình thấy, còn họ có kiểm tra gì nữa hay không thì mình chưa biết. Đó. Rồi đó, ở đây họ cũng mở cốp lên, họ coi máy móc bên trong như thế nào đó các bạn. Rồi. Đó, tiếp theo là xe mình sẽ được đưa đến một cái nơi nữa là có cái chỗ để quay cái bánh xe của bạn. Đó, đây nè, như trong hình các bạn thấy cái xe màu trắng này đó, sẽ quay vòng vậy. Đó, rồi cái bước thứ ba nữa là họ sẽ đưa xe mình tới cái chỗ mà kỹ thuật viên có thể xuống dưới gầm họ coi cái gì đó ở dưới gầm xe, và đồng thời là cái mình, như các bạn thấy ở đây á, cái bánh xe của mình nó cứ lắc qua lắc lại đó. Đó, lắc qua lắc lại. Đó, mình cũng chắc là kiểm tra cái độ rơ của bánh xe hay là thức lái gì đó. 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 Rồi, đó là bước cuối cùng, và cuối cùng là họ sẽ chạy xe mình ra một cái nơi mà mình có thể lấy xe. Đó, họ gọi tên mình xe xong rồi thì ra lấy xe. Vậy là xong. Tất cả cái quy trình thì theo mình thấy thì tầm mất cỡ 10 phút à. Ừ, đó, cũng không có lâu lắm đâu. Đó, rồi sau khi lấy xe xong thì mình đem xe đi ra cái chỗ bãi đậu đợi họ gọi tên để mà vào cái phòng hồi nãy á, để đóng tiền. Đó, thì như các bạn thấy đây á, thì cái phí kiểm định xe ở đây đối với xe của mình là xe 7 chỗ á, thì tầm 230 ngàn cộng với VAT nè, rồi cộng với cái lệ phí
cấp chứng nhận đăng kiểm là cái tờ giấy dán dán hay sao á đó. Đó thì là 45.000 nữa thì tổng cộng là gần 300.000 đó, 290 đó, gần 300.000. Rồi còn tờ giấy này đó là cái tờ giấy lệ phí đường bộ. Ở đây như các bạn thấy là mình đóng từ tháng 11/2022 đến tháng 11/2026 đó, tầm 5 triệu 7, gần 6 triệu. Thì cái phí đường bộ này là cái thứ mà mình thấy nó tốn kém nhất, nhưng mà tại vì ở đây là do là mình dồn một cục từ năm 2022 tới giờ và đóng thêm 2 năm nữa nên nó mới nhiều như vậy đó. À có một điều mình quên nhắc các bạn nữa, đó là ở trung tâm đăng kiểm này á, thì mình có thể trả tiền mặt nè, mình có thể trả bằng chuyển khoản luôn đó. Mình thấy cái điểm mà trả bằng chuyển khoản là rất là tuyệt vời á, bởi vì nhiều khi mình không có đem theo tiền mặt nhiều đó. Đó. Theo mình biết á, thì có một số trung tâm đăng kiểm á, họ không có nhận chuyển khoản đâu, họ chỉ có nhận tiền mặt thôi đó. Còn trung tâm đăng kiểm 8501S này thì họ cho chuyển khoản à, đó là một điểm cộng. Ơi, rồi sau khi mà đóng tiền xong á, thì họ sẽ đưa cho mình hai cái tem, một là cái tem đăng kiểm, rồi một là cái tem về đã đóng phí đường bộ đó cho mình dán. Còn nếu như mình không biết dán thì họ sẽ cử người đó, mình đậu xe ở đây nè đó, đậu xe ở đây rồi họ sẽ cử người ra họ dán cho mình, rồi dán xong thôi đi về đó, mà chuyện rất đơn giản. Như các bạn thấy thì có lẽ là vì hôm nay là một ngày may mắn đẹp trời ít xe nên mình làm rất là nhanh, mọi chuyện rất là đơn giản, chờ cũng không lâu. Thế là xong rồi các bạn. Nếu như các bạn thấy video này hay á thì cho mình một like và một subscribe nếu chưa đăng ký. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.